3 việc dễ ẹc mà các bạn có thể làm mỗi ngày để giúp nâng chỉnh tiếng Trung nhé. Xin chào mọi người, mình là Nghiêm Thùy Trang, founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui khi có thể hiện diện ở đây để đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục tiếng Trung. Chuẩn bị khó lắm ạ? Có rất nhiều người quan niệm và cho rằng cái việc học tiếng Trung nó rất là cao siêu, rất là khó khăn, rất là nan giải. Nhưng mà cá nhân mình thì mình hay nói vui với học trò của mình rằng việc thành thạo tiếng Trung nó đơn giản đến mức nhiều khi người ta không thèm làm nó. Tức là những cái phương pháp nó quá đơn giản đến mức người ta bỏ qua nó luôn ấy. Các bạn có tin vào điều này không? Nếu như chúng mình không tin thì ngay trong video này Trang sẽ chia sẻ với các bạn 3 việc dễ ẹc mà các bạn có thể làm mỗi ngày để giúp nâng chỉnh tiếng Trung nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Việc đầu tiên đó là mỗi ngày chúng ta hãy học lấy 5 từ vựng, 2 cấu trúc ngữ pháp và đặt 10 câu liên quan. Việc học từ vựng này nghe chừng thì có vẻ rất là quen thuộc và hiển nhiên đối với người học ngoại ngữ. Nhưng mình chắc chắn rằng không ít người trong số chúng ta cảm thấy là học hoài, học mãi mà vẫn không hiệu quả. Chúng ta rất là chăm chỉ nhồi nhét từ vựng, rất là chăm chỉ cày các cấu trúc ngữ pháp. Nhưng mà đến lúc cần thì chúng ta lại không thể nào mà nhặt nhạnh để mà lắp ráp được thành một câu tròn vành rõ chữ cả. Các từ vựng và cấu trúc nó cứ ở đâu đấy trong đầu, trong trí não của chúng ta, mỗi chỗ một ít, một ít, một ít mà chúng ta không thể nào mà nhặt nhạnh nó vào để xếp ra một câu hoàn thiện được. Vậy thì cái việc học nhồi nhét ở đây nó có ích gì đâu? Cái việc học từ vựng nó gần như là vô nghĩa nếu mà sau khi học xong chúng ta không ứng dụng nó, không sử dụng nó, không đặt câu. Đó, vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể tối ưu hóa cái việc học từ vựng? Làm cách nào để chúng ta có thể ứng dụng ngay lập tức những cái từ vựng mà mình vừa học? Đó chính là các bạn hãy đặt câu ngay lập tức. Mỗi khi học được những cái từ vựng mới hoặc những cái cấu trúc mới thì các bạn hãy vận dụng nó vào việc đặt câu ngay lập tức. Và không chỉ một câu, các bạn hãy đặt từ 3, 5, 10, thậm chí 15 câu và hãy sử dụng liên tục, sử dụng đi, sử dụng lại tất cả những cái từ vựng và những cái cấu trúc đấy. Mình lấy ví dụ nhé, giả sử là các bạn đang học từ vựng phiếu của là quả táo. Ngoài ra các bạn đang học một cái cấu trúc câu là ai đó làm việc gì đó ở đâu đó thì chúng mình hoàn toàn có thể ứng dụng nó để đặt ra một câu như sau: 我在超市买苹果. À, thì trong cái câu này, cái cấu trúc ai đó làm gì đó ở đâu đó, nếu như trong tiếng Việt mình sẽ có là gì? Tôi mua táo ở siêu thị. Chủ ngữ đứng trước, rồi hành động mua táo và cuối cùng là cái địa điểm mua táo là ở siêu thị, đúng không? Nhưng trong tiếng Trung cấu trúc nó ngược lại nhé. 我在超市买苹果. Chủ ngữ, rồi đến từ chỉ địa điểm, rồi cuối cùng là mới đến cái hành động, là hành động mua táo, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn đã ứng dụng được cái từ phiếu của cũng như là cái cấu trúc ai đó làm gì đó ở đâu đó này rồi, thì mình có một cái cấu trúc ở trong sách nó là như vậy rồi chẳng hạn, thì các bạn hãy chủ động phát triển nó đi bằng cách là mình xác định được cái thành phần câu rồi. À, thì mình sẽ lần lượt thay thế các cái thành phần câu đấy bằng những cái từ vựng tương tự. Ví dụ tôi không mua táo ở siêu thị nữa mà tôi mua sách ở hiệu sách đi, tôi mua cà phê ở quán cà phê đi, tôi mua váy ở trung tâm thương mại đi, đúng không ạ? Thì với cái cách học là tôi có một cái cấu trúc cơ bản, tôi rút ra được các thành phần câu rồi. Sau đó thì tôi lần lượt thay thế những cái từ vựng tương tự vào để tôi tạo ra những mẫu câu mới. Thì đây là một cái cách áp dụng vô cùng hiệu quả và nó cực kỳ đơn giản nữa. Cứ nguyên cái cấu trúc đấy bạn bê từ trên xuống dưới thôi, đặt tầm 10-15 câu vào thì không thể có chuyện các bạn không nhớ được cấu trúc này. Và quan trọng hơn, trong cái quá trình áp dụng đặt câu đấy, các bạn sẽ phải tra cứu và tìm kiếm rất nhiều từ vựng để thay thế vào. Đó, vậy là một công đôi ba việc luôn. Mình vừa có thể học được từ vựng mà lại vừa có thể học được ngữ pháp. Và việc thứ hai mà các bạn có thể làm mỗi ngày đó chính là chăm chỉ đăng những cái status lên mạng xã hội. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng trên thực tế đây lại là một phương pháp vô cùng hiệu quả và mang lại những cái lợi ích rất là tích cực trên cái hành trình chinh phục ngôn ngữ của các bạn. Điều này mình rút ra từ chính bản thân mình thôi. Trên thực tế thì tiếng Anh của mình không được tốt lắm, nhưng mà đôi khi ở tiếng Anh lại có những cái câu trích dẫn rất là hay. Và nếu như mà mình dịch nó bê sang tiếng Việt thì nó lại không diễn tả được hết cái ý nghĩa đấy nữa, nó sẽ lại mất hay đi rất là nhiều. Nên mình chỉ còn cách lựa chọn là gì? Đăng nguyên cái câu trích dẫn đấy bằng tiếng Anh lên. Nhưng mà trước khi đăng thì mình luôn có một tâm lý là mình muốn biết rõ rằng mình đang đăng cái gì. Cái thứ nhất là xem nó có thực sự đúng với cái suy nghĩ của mình không này. Cái thứ hai là lỡ đâu mà mình đăng sai thì quê, đúng không mọi người? Thế nên là trước khi đăng mình sẽ tra cứu xem là cái câu trích dẫn này, từng câu, từng chữ, từng từ trong đấy nó có ý nghĩa là gì. Và bằng cái việc tra cứu như vậy để mình hiểu rằng tôi sắp đăng cái gì lên mạng xã hội,
thì vô hình chung mình đã bổ sung thêm được một lượng từ vựng rất là lớn. Cứ từ ngày này sang ngày nọ thôi, mỗi ngày đăng một hai cái caption lên mạng thôi là mình đã học thêm được rất là nhiều từ vựng rồi. Và với cái phương pháp này thì bạn không hề phải sáng tạo, cũng không hề phải vắt óc nghĩ ra những cái nội dung để các bạn sử dụng. Các bạn hoàn toàn có thể lên mạng để sưu tầm, để góp nhặt, để mang về và đăng trên mạng xã hội của nhà mình thôi, đúng không? Và dần dần với cái tâm lý rằng tôi muốn biết rõ ràng là tôi sắp đăng cái gì, thì chắc chắn là các bạn sẽ luôn đi tra cứu từng câu, từng chữ, từng từ trong đấy. Dần dần cái lượng từ vựng của các bạn nó tăng lên lúc nào mà các bạn cũng không biết nữa. Vậy nên là có những người thì sử dụng mạng xã hội như một cái thú tiêu khiển thông thường thôi, nhưng có những người thì sẽ sử dụng nó để phục vụ cho mục đích công việc và học tập của mình. Đó, thì cùng một công sử dụng, cái nào mà nó mang lại lợi ích lớn hơn cho mình thì các bạn hãy lựa chọn. Việc thứ ba mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể làm nó mỗi ngày, đó chính là học cách nói chuyện một mình. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đây lại là một phương pháp vô cùng hiệu quả giúp các bạn luyện nói ngoại ngữ. Nó sẽ giúp chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt và trôi chảy những cái từ vựng, những cái cấu trúc mà chúng ta đã tiếp nạp vào trước đấy. Nó khiến cho chúng ta không sợ phải gặp phải sai lầm, và nếu có sai lầm đi chăng nữa thì cũng không sợ bị chê cười. Đó, và dần dần thông qua đó thì cái vốn ngoại ngữ của chúng ta, cái vốn tiếng Trung của chúng ta sẽ được nâng cao từ lúc nào mà chúng ta không biết nữa. Vậy thì chúng ta nói cái gì nhỉ? Bất cứ cái gì các bạn thích, bất cứ cái gì các bạn gặp, bất cứ cái gì mà các bạn muốn diễn đạt. Ví dụ như là đi trên đường thấy đường tắc quá thì phản xạ luôn bằng tiếng Trung. Nhìn thấy màu đỏ thì đừng nói là màu đỏ tiếng Trung là cái gì nữa, hãy phản xạ luôn là khốn sợ, khốn sợ. Nhìn thấy màu trắng thì phản xạ luôn là bái sợ, chứ đừng có mất một cái công đoạn là dịch sang nó là cái gì nhá. Và có một cái gợi ý nữa dành cho những bạn nào bảo là tôi không biết nói gì cả, tôi không biết nói chuyện của mình, bởi tôi cũng chẳng có nội dung nào để nói cả. Thì mỗi sáng thức dậy lúc mà đánh răng rửa mặt chẳng hạn ấy, hay là đứng trang điểm trước gương, thì các bạn hãy nói về một cái dự định trong ngày của các bạn. Ví dụ như buổi sáng tôi ăn sáng vào lúc mấy giờ, buổi trưa tôi gặp gỡ ai, buổi chiều tôi làm công việc gì, và buổi tối tôi về nhà nấu cơm thế nào, tôi đi ngủ vào lúc mấy giờ, vân vân. Đấy, thì hãy nói ra cái kế hoạch một ngày của các bạn bằng tiếng Trung, và nhất định là phải nói ra thành tiếng nhá. Hoặc là nếu không muốn nói kế hoạch của một ngày chẳng hạn, thì các bạn cuối ngày khi mà cũng đứng trước gương đánh răng rửa mặt đi chẳng hạn, thì các bạn hãy tổng kết một ngày vừa qua của các bạn, nó đã xảy ra những sự kiện gì, nó như thế nào, các bạn đã gặp gỡ ai, làm những công việc gì, ăn món gì vào lúc mấy giờ, vân vân. Thì khi mà cái quá trình các bạn thuật lại như vậy á, thì cũng là một cái bước để mà các bạn thứ nhất là tổng kết những cái việc mình làm trong ngày này, xem là mình đã đạt được mục đích, mục tiêu hay chưa, đạt được kế hoạch hay chưa. Và quan trọng hơn nữa đó chính là cái việc là các bạn đã luyện tiếng Trung. Và cái việc luyện này nó, nếu mà nó được diễn ra từ ngày này sang ngày nọ, thì các bạn tin mình đi, chỉ một tháng thôi, trình độ tiếng Trung của bạn sẽ lên một tầm cao mới, hoàn toàn khác luôn. Trên đây thì mình đã chia sẻ với các bạn ba việc mà mình nghĩ là cực kỳ đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm nó mỗi ngày. Nó đơn giản nhưng mà nó lại mang lại hiệu quả rất là lớn. Vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta không phải là chỉ nghe rồi để đấy. Mình hy vọng rằng sau khi nghe mình chia sẻ xong thì các bạn hãy ngay lập tức ứng dụng nó vào cuộc sống của các bạn. Và mình mong rằng video này đã thực sự mang lại giá trị cho các bạn, sẽ giúp các bạn phần nào đó có những cái phương pháp tiếp cận tiếng Trung mới hơn và giúp các bạn nhanh chóng chinh phục được ngoại ngữ này. Và nếu như các bạn cảm thấy những chia sẻ của mình là hữu ích thì đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe để có thể theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!